Chị thì ông xã chị là kỹ sư chuyên về bên hóa môi trường á. Còn chị thì là biên dịch sách tiếng Trung. Nhưng mà từ cái thời mình ấy, tiếng Anh nó không được phổ biến và không được học từ bé như bây giờ. Nên chị nghĩ là phải đầu tư cho con từ nhỏ. Chị cho các bạn học ở trung tâm ở ngoài này này. Học cái gì mình cũng không được dự trực tiếp, thì cũng chỉ nghe cô chụp mấy cái ảnh xong rồi gửi thế thôi. Rồi về bài tập thì biết vậy, chứ còn thực tế trên lớp thế nào, đôi khi con có ngồi tập trung học hay không hay gì mình cũng không biết. Chính ra chị thấy học online nó cũng có cái hay, và cái lượng kiến thức nó sẽ thu nạp được nhiều hơn. Đến cái thời điểm mà con học lớp 2 rồi ấy, thì cũng không phải là học theo cảm hứng nữa. Thế chị bảo là bây giờ thì muốn là cho con có một cái lộ trình cụ thể ấy. Ví dụ học cái chương trình gì như thế nào, đến khoảng tầm cấp 2 thì con sẽ đạt được cái chỉ tiêu gì. Chị cũng có một người bạn cũng giới thiệu là một cái trung tâm dạy online khác. Nhưng mà tại vì chị thấy là có chị Phan Hồ Điệp giới thiệu, tình cờ chị cũng hay xem các chương trình về chăm sóc nuôi dạy con của chị ấy, cũng rất là tâm đắc. Thế là vào tìm hiểu thì cũng biết là về trung tâm, đăng ký cho con luôn, học luôn. Cô trò cũng khá là thân thiết, và chị thấy là bên trung tâm mọi người rất là nhiệt tình và dạy học dạy rất là tốt. Cái việc học hành của con ấy thì anh nhà chị thì giao phó hết cho chị. Tự học cái chương trình gì hoặc là học ở đâu học như thế nào, chị chỉ có là thông qua anh thôi. Em định cho con học cái này cái kia. Hoặc là trong quá trình con học thì đôi khi bố cũng bận lắm, nhưng mà có thời gian thì cũng ngồi cùng con. Thì chắc là thấy ok thôi, tùy mẹ quyết định. Chị thấy có một điểm là mạnh dạn hơn, tức là đối với người lạ, đôi khi bạn ấy có những cái chuyện ở trường, ở lớp hoặc là với bạn bè, có khi chưa kịp chia sẻ với mẹ đâu, nhưng mà vào tíu tít nói chuyện với cô, hoặc là khoe cô ơi, hôm nay con có cái gì mới, con có con búp bê mới hay cái đồ chơi gì mới, là khoe là hai cô trò nói chuyện với nhau rất là vui. Yeah, what do you want to learn today? I want to learn Santado. You want to learn about the listening, or you want to learn about the TOEFL? Đôi khi là bạn ấy mệt, hoặc là bạn ấy mệt quá thì hơi hôm nay hơi nản một chút thôi, cô động viên cái là vui vẻ học ngay. Và chị thấy là học online một thầy một trò ấy, thì sẽ rèn cho con cái sự tập trung rất là lớn. Chứ không như là ở trung tâm đông các bạn thì đôi khi là bị tác động bởi bạn nọ bạn kia, hoặc các bạn có thể nói chuyện với nhau, nó không tập trung. Học tiếng Anh online cũng là một cái xu thế mà giống như bây giờ các bạn, nhiều khi là cái đợt vừa rồi bị Covid, việc học trên lớp các bạn cũng không đến trường được, thì các bạn học online qua Zoom ấy cũng là một cái phương pháp hay. Thì tiếng Anh cũng vậy, chị nghĩ thế. Đôi khi nếu mà Covid nó chưa biến khỏi trái đất ấy, mình vẫn phải học tiếng Anh, đúng không? Thế cho nên là theo chị thì nên học online, và mình cứ mạnh dạn đăng ký với trung tâm á, thì các cô sẽ có bài test và kiểm tra trình độ của các con ấy, biết rõ là trình độ của các con như thế nào và tâm lý của mỗi bạn khác nhau, thì sẽ có cái cách để dạy các con, chị tin là như thế. Các bạn lại chăm sóc chu đáo như thế không? Tại vì cũng nghĩ là thì bình thường là có cô giáo rồi thì thường xuyên trao đổi với cô giáo về việc học hành của con này, hay là về tâm lý của con như thế nào, thì chị cũng hay trực tiếp trao đổi với cô. Thế xong lại có thêm mấy bạn ở trung tâm chăm sóc thì chị cảm thấy rất là yên tâm ấy. Đôi khi mọi người thì cũng không yên tâm về cái việc học online hoặc cái trao đổi online, mọi người hay bảo là ảo gì nọ kia, nhưng mà chị thấy là cứ có niềm tin.
tin tưởng mọi người thì chắc chắn là sẽ rất là tốt. Cảm ơn là trung tâm đã đồng hành với con.